Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi đang có trên tay hai cái cây Apple Watch Series 6. Một cái món quà sớm của dịp 20 tháng 11, tức là nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Các bạn biết rồi đấy, tôi là giảng viên đại học, đây là một món quà nhỏ thôi. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái video ngắn này, unpack cái sản phẩm này cho các bạn. Thì chắc là cái sản phẩm Apple Watch đối với các bạn không có gì là xa lạ nữa cả, cũng đã có rất nhiều người sử dụng rồi. Thì trên tay tôi đang là một cái cây hàng và cũng cảm giác các bạn nhìn thấy rất là sang và chắc chắn. Và đây là sản phẩm được nhập khẩu chính thức bởi Apple Watch cũng như là công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Việt Nam. Và theo như tôi hiểu là Apple đã mở đại diện tại Việt Nam và kinh doanh tại Việt Nam chính thức. Nó có một cái tem phụ ở đây, các bạn mua thì các bạn để ý nhá. Nó được nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Watch Việt Nam thì là đúng, đây là cái tem phụ. Đấy. Và cái thiết kế của nó trông rất là chắc chắn. Và tôi nghĩ rằng là riêng về cái thiết kế bao bì ấy, thì các bạn nên học hỏi Apple. Còn thiết kế sản phẩm thì các bạn học hỏi được thì là tốt, nhưng mà tôi nghĩ là rất khó. Thiết kế cái sản phẩm thì rất là khó, nhưng mà bao bì là học được. Bởi vì cái sản phẩm nó cao cấp rồi, nó có những cái yếu tố công nghệ này khác thì ta không nói đến. Nhưng mà bao bì các bạn biết rồi, một cái hộp trông rất là nặng tay như thế này, trông rất là chắc chắn cứng cáp như này, mở ra từ cái thiết kế nó rất là thông minh, đúng không ạ? Và nó giống như là một cái món quà, đúng không? Nó giống như một món quà chúng ta mở ra, và trong này nó sẽ có hai cái hộp, có hai hộp con, một cái hộp là đựng dây và một cái hộp là đựng mặt. Đấy, và tôi nghĩ là hai cái hộp này thì Apple thiết kế thì để cho nó đẹp, cho nó dày dặn, cho nó chuyên nghiệp thôi. Bởi vì thực tế là cái giá thành bán cũng rất là đắt. Đấy, và họ thiết kế trông nó cảm giác dày dặn, đẹp, sang trọng như thế, đúng không? Thì đây là cái phương pháp mà tôi nghĩ là chúng ta nên đầu tư một chút về bao bì. Đấy, mở cái hộp này ra thì tôi thấy là nó chẳng có cái gì cả, nó toàn là cái hướng dẫn sử dụng thôi. Đấy, nó có hai cái dây ở trong này, mở ra là toàn có hai cái dây thôi. Đấy. Thiết kế rất là thông minh và đẹp, nhưng mà lại tạo cảm giác dày dặn, mua được cái rất là lớn, đúng không? Cái mặt cũng như vậy. Đấy. Một cái cây hàng rất là dài, to, đẹp. Đấy. Nhưng mà thực chất là cái phần cái mặt để có một xíu này thôi. Đấy. Thực chất là cái mặt để một xíu này thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng nếu như mà họ thiết kế một cái nó bé bé này và bán đắt thì cũng có vẻ là lấy tiền nó hơi khó, đúng không? Đấy là quan điểm của tôi về marketing thôi. Thiết kế thì rất đẹp, rất tinh tế rồi, hộp thì bao giờ giấy các tông nó vô cùng đẹp, cao cấp. Cái mặt bảo vệ đây, và đây là sản phẩm tôi đã đeo lên trên tay chúng ta. Thì cái này chúng ta sẽ học được cái tư duy về thiết kế bao bì, chúng ta nên đầu tư về bao bì một chút để tăng cái giá trị sản phẩm lên. Đây là cái hướng dẫn sử dụng mà thật ra là tôi nghĩ chả ai đọc cả. Đó, xong lại đút lại vào một cái hộp. Cái hộp rất là to, chắc chắn như thế này, rất nặng tay, nhưng thực ra nó chỉ nặng cái hộp thôi, nó chả có cái gì đâu. Đấy, cái này tương tự như thế. Phần dây, nó cho mình hai cái dây, một dây dài, một dây ngắn. Đấy, xong rồi đút lại, gấp lại là xong, cho vào đây. Đấy, ok. Tương tự như thế thì trên tay tôi đây là một con Apple Watch phiên bản Nike màu đen. Thì tôi cũng chưa bóc sản phẩm này, nó còn nguyên tem, nguyên mác đây. Vâng. Và Apple Watch là một cái sản phẩm để giúp chúng ta nghe gọi, xem các tin nhắn, cũng như là kiểm tra sức khỏe, thiết bị y tế. Nó là một cái sản phẩm thời trang live với công nghệ, các bạn có thể thử nghiệm. Cá nhân tôi thì cũng thấy là nó không có cần thiết lắm, nhưng mà vì mình cũng dùng MacBook, rồi mình cũng dùng iPhone Pro Max 11, Pro Max 12 rồi, nên là mình dùng thêm cũng cho nó trọn bộ, cho nó có vẻ như là iPhone một tí, đúng không? Thì chúc các bạn theo dõi video vui vẻ, và hy vọng các bạn sớm sở hữu những cái thiết bị của Apple. Tôi xin phép là kết thúc cái video ở đây nhỉ.